Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2022. Thanh Hoàng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Võ Văn Hoàn, kẻ thủ tiêu bản đồ Thủ Thiêm bị giờ gáy, nhưng Lê Thanh Hải thì vẫn bình yên vô sự. Võ Văn Hoàn, Phó Chủ tịch ở Sài Gòn bị Thủ tướng Cộng sản Việt Nam kỷ luật khiển trách do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng theo báo Tuổi Trẻ hôm 19 tháng 9. Ông Hoàn, 57 tuổi, làm Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 năm 2019, phụ trách các lĩnh vực về kinh tế. Trước đó, hồi tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân ở Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 khiển trách ông Võ Văn Hoàn, Thành ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch thành phố, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo. Hậu quả là tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản của nhà nước, xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn, nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Nhiều cán bộ đảng viên trong đó có các lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các sở ban ngành bị xử lý hình sự. Những vi phạm trên được xác định gây hậu quả nghiêm trọng, khắc phục, khó khắc phục và làm thất thoát rất lớn tài sản ngân sách của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Nỗi oan của người dân Thủ Thiêm đến nay thì vẫn chưa được giải quyết và vụ án này đi vào bế tắc vì nguồn gốc của bản đồ quy hoạch 1/500 được ban hành kèm theo với quyết định số 367 về quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ lúc đó là ông Võ Văn Kiệt ban hành vào năm 1996. Tuy nhiên thì vào năm 2006 ông Nguyễn Văn Đùa ký quyết định số 6565 quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm chất phế quyết định của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trước đó, gây ra oan khuất ngất trời cho bà con Thủ Thiêm. Năm 2018, báo chí và cả nhân dân yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trưng ra bản đồ gốc thì ông Võ Văn Hoàn lúc đấy là Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã báo mất. Trưa ngày 2 tháng 5, ông Võ Văn Hoàn chủ trì buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội. Tại buổi họp báo thì phóng viên đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2, trong đó có đề cập đến thông tin cho là thành phố Hồ Chí Minh không tìm thấy bản đồ quy hoạch khu đô thị này. Ông Hoàn nói tỉnh kêu chưa tìm thấy tấm bản đồ này nằm trong bộ hồ sơ lưu chứ không phải là không có. Trong khi đó thì chính ông chịu trách nhiệm về vấn đề lưu trữ bản đồ gốc này. Cho đến nay thì đã có hơn 4 năm nhưng ông Võ Văn Hoàn thì vẫn chưa tìm ra bản đồ gốc này. Thế là dìm vụ án Thủ Thiêm chìm xuống. Muốn khui ra tam trụ ăn đất ở thành phố Hồ Chí Minh gồm có Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa thì trước hết phải truy bản đồ gốc thì mới có tìm ra được cái sai ở quyết định do Nguyễn Văn Đùa ký. Mà muốn truy bản đồ gốc thì phải cho Võ Văn Hoàn sổ khám rồi điều tra, nếu không thì tam trụ ăn đất vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngày 19 tháng 9, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Võ Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Văn Hoàn bị kỷ luật do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về mặt đảng. Thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định về thi hành kỷ luật đảng ngày 30 tháng 6 năm 2022. Như vậy là bước đi của Phạm Minh Chính chẳng qua là làm theo thủ tục khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đã kỷ luật ông này về mặt đảng. Nội dung kết luận sai phạm của Võ Văn Hoàn vẫn là những lời nói rất chung chung theo cùng một form như bao lâu nay ông Trọng đã làm là Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định về mặt đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản của nhà nước, xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành bị xử lý hình sự.
Nhiều nhà phân tích đang chờ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì với Võ Văn Hoan, và ông này là đầu mối để mà khui ra sai phạm của Tam Trụ ăn đất ở Thủ Thiêm. Và liệu ông Nguyễn Phú Trọng có cho bắt tạm giam ông này để mà điều tra ra Tam Trụ kia hay là không thì chúng ta cần phải chờ. Bởi vì cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng hoạt động không theo bất cứ một nguyên tắc nào cả. Vì lẽ đó, chỉ có cách chờ là một cách duy nhất mà người dân Việt Nam có thể cần phải làm trong lúc này. Không có gì khác ngoài chuyện phải chờ. Thực tế là thế lực ngầm của Lê Thanh Hải vẫn còn cực kỳ mạnh ở đất Sài Gòn. Nếu như mà bứng được Lê Thanh Hải thì hai trụ còn lại sẽ ngã nhào theo. Tuy nhiên thì để bẻ được trụ Lê Thanh Hải hiện nay là rất khó đối với Nguyễn Phú Trọng. Đã có nhân vật thân cận với Lê Thanh Hải mà là lớn hơn Võ Văn Hoan rất nhiều, như là Tất Thành Cang, nhưng ông Trọng cũng chưa làm gì được Hải cả. Lần này bắt Võ Văn Hoan cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng không bỏ cuộc. Tuy nhiên thì theo một số người đánh giá thì ông Lê Thanh Hải ngồi nhà cười khẩy với những nỗ lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Không biết lần này ông Nguyễn Phú Trọng có chứng tỏ được uy quyền thực sự của ông hay là không. Và cũng liên quan đến ăn đất thì ăn đất phi trường, Phó Chủ tịch thành phố Điện Biên cũng bị bắt. Ông Nguyễn Tuấn Anh, năm nay 45 tuổi, Phó Chủ tịch thành phố Điện Biên Phủ vừa bị bắt với cáo buộc có sai phạm khi mà thực hiện dự án nâng cấp cảng hàng không. Theo báo VN Express hôm 22 tháng 9, ông Tuấn Anh bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Cùng ngày, báo Công an Nhân dân cũng xác nhận rằng ông Tuấn Anh bị bắt vì nuốt đất phi trường. Ông Tuấn Anh ngồi ghế Phó Chủ tịch thành phố từ tháng 10 năm 2018, một tháng trước vụ bắt giữ ông Tuấn Anh. Ba thuộc cấp của ông này tại Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng đã bị bắt. Cũng theo VN Express, điều tra sơ bộ của Công an cáo buộc những giới chức nêu trên có sai phạm liên quan đến việc thẩm định phương án bồi thường để thực hiện dự án nâng cấp cảng hàng không tỉnh Điện Biên. Các bị can biết rõ các quy định pháp luật nhưng vẫn thẩm định và trình đề nghị không bảo đảm về quy trình, thiếu tài liệu chứng minh vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng, tương đương với 253.068 đô la Mỹ, báo này cho biết thêm. Hồi trung tuần tháng Giêng thì phi trường Điện Biên Phủ tốn đến 1.500 tỷ đồng, tương đương với 66,3 triệu đô la Mỹ từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức lễ khởi công mở rộng. Đáng nói, công suất hiện tại của phi trường này là 300.000 lượt hành khách mỗi năm và được trông đợi nâng lên 500.000, tức là chưa tới 550 khách mỗi ngày. Theo báo Dân Trí thì cảng hàng không Điện Biên Phủ là một trong những phi trường chính của lực lượng phòng không không quân Việt Nam tại khu vực chiến trường phía Tây Bắc, là nơi duy nhất có phi trường trong 6 tỉnh biên giới Tây Bắc của Việt Nam. Việc chi hàng chục triệu đô la được giải thích là do phi trường hiện tại có địa thế khu vực lòng chảo và điều kiện thời tiết vùng núi nhiều mây nên chỉ đón được các phi cơ nhỏ như là ATR-72, Embraer-190 và tương đương. Báo Dân Trí cho biết thêm là việc mở rộng phi trường Điện Biên Phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế vùng sâu và vùng xa, vùng miền núi và hải đảo. Trước đó, báo Lao động hồi tháng 4 năm 2018 đăng bài chỉ trích những dự án chi ngàn tỷ đồng vào những phi trường mới như là Nà Sản, Lai Châu, Lào Cai, hay là ngàn tỷ đồng để mà nâng cấp một cái phi trường ế như là Điện Biên Phủ, giống như là nhà nghèo Tiêu Hoàng vậy. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một thanh niên ở Kon Tum chết do treo cổ ở đồn công an. Anh Rơ Trơm Giắc, 27 tuổi ở huyện Con Dẫy, tỉnh Kon Tum, bị cho là chết trong tư thế treo cổ tại buồng giam số 7, trại tạm giam công an. Theo báo Thanh Niên, hôm 22 tháng 9, anh Giắc đang bị tạm giam chờ ra tòa hôm sau với cáo buộc cướp tài sản. Bản tin dẫn lời chị Y Hờ Dết, 21 tuổi, vợ anh Giắc cho biết, đêm 20 tháng 5, chồng chị bị một người không rõ danh tính trong xã hành hung. Sau khi bị đánh thì anh Giắc đem xe gắn máy của người này về nhà và yêu cầu phải đến xin lỗi thì mới trả lại xe. Người bị lấy xe sau đó đã trình báo với công an về sự việc, và hôm sau thì anh Giắc đem xe đi trả và hai bên đã giảng hòa với nhau. Xong đến hôm 1 tháng 7 thì anh Giắc bị bắt tạm giam. Theo chị Hờ Z thì việc
Chồng chị chết tại trại tạm giam có nhiều uẩn khúc và chị cho biết chồng mình bị giam cùng buồng với một người khác. Việc anh Giác treo cổ tự tử nhưng người chung buồng không hề hay biết là một điều cực kỳ vô lý. Ngoài ra thì tính của anh Giác rất mạnh mẽ, không thể có chuyện tự tử được, chị Z nói thêm. Chị Z yêu cầu công an điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng mình. Theo báo Thanh Niên thì công an huyện Con Dẫy đưa gia đình anh Giác 15 triệu đồng, tương đương với 632 đô la Mỹ, gọi là tiền hỗ trợ mai táng. Đây là vụ chết trong tư thế treo cổ thứ nhì liên quan đến công an xảy ra tại huyện Con Dẫy, tỉnh Kon Tum trong vòng hơn một năm. Theo báo Thanh Niên, hồi tháng Giêng năm ngoái, anh A Trâm, 31 tuổi ở huyện Con Dẫy, được phát giác chết trong tư thế treo cổ tại tư gia sau khi làm việc với công an. Trước khi chết, anh A Trâm được ghi nhận đến khu vực giáp danh giữa xã Đắc Duồng và xã Đắc Tờ Re để khai thác gỗ. Trên đường vận chuyển số gỗ về nhà, thì anh này bị một số công an viên của huyện Con Dẫy phát giác, lập biên bản và mời lên đồn thẩm vấn nhiều lần. Thời điểm đó, tờ Thanh Niên cho biết ông Lê Minh Tâm, phó trưởng công an huyện Con Dẫy, từ chối trả lời về sự việc vì không có thẩm quyền cung cấp thông tin cho báo chí. Theo lời ông này thì thẩm quyền phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí là của giám đốc công an tỉnh Kon Tum. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thật hết đất sống và giả thì tung hoành khắp mọi nơi theo Đỗ Nga. Vào tháng 7 năm 2005, lô hàng nước tương Chinsu của Vitet Food được công ty con của tập đoàn Mansan ở Bỉ bị hủy Ủy ban An toàn thực phẩm Liên minh châu Âu, đó là EFSA, phát hiện chất 3 MCPD vào tháng 8 năm 2005. Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Việt Nam vào cuộc và phát hiện hàm lượng 3MCPD vượt tiêu chuẩn cho phép đến 5,27 lần và Vitec Food đã phải nộp phạt 12,15 triệu đồng. Từ chỗ bản thân Vitec Food bị phạt, họ nảy ra ý định dùng lỗi mà chính họ phạm phải để làm đòn độc để mà dìm chết toàn bộ đối thủ. Vì thế mà Masan đã bơm tiền cho báo chí thổi phồng mức độ nguy hiểm của chất 3MCPD để mà làm cho người dân hoang mang, và sau đó là thanh tra Sở Y tế vào cuộc đại trà và họ lấy mẫu nước tương của 30 cơ sở sản xuất đem đi kiểm nghiệm hàm lượng chất 3MCPD. Và tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả nước tương của 20 công ty bị dính chất 3MCPD. Tuy nhiên thì thanh tra Sở Y tế không công bố tên các công ty này. Sau đợt kiểm tra đại trà này thì hàng loạt công ty sản xuất nước tương bị dính chất 3MCPD bị ép phải giải thể, và người ta không biết trong 20 công ty bị dính phốt ấy có Vietec Food hay là không. Tuy nhiên thì sau đó người ta thấy Masan tung quảng cáo thách khách hàng ai phát hiện ra 3MCPD trong Chinsu thì sẽ được thưởng 1 tỷ đồng. Vì thế mà khách hàng đổ dồn về mua nước tương Chinsu để mà được an toàn, và thậm chí thì 10 doanh nghiệp nước tương không dính phốt cũng lu mờ. Người ta nghi ngờ rằng trong 20 mẫu nước tương bị vượt ngưỡng có Chinsu nên kết quả mới bị ém và không biết thật hư như thế nào. Thì tuy nhiên dù sao chăng nữa thì Chinsu có không nằm trong danh sách ấy thì việc họ chỉ bị nộp phạt rồi tiếp tục sản xuất là sự ưu ái rất lớn cho những cơ sở bị cấm sản xuất sau này. Ai cũng biết rằng những lô hàng sau đó Chinsu đã hiệu chỉnh hàm lượng 3MCPD mới dám thách đố như vậy. Năm 2016 là vụ nước mắm Arsen, báo Thanh Niên bất ngờ cho đăng loạt bài về mối nguy hiểm của Arsen, tiếp theo là hàng loạt những calls viết về mối nguy hiểm của thạch tín tức là arsen và lo ngại về nước mắm truyền thống để mà gây hoang mang cho dư luận, và sau đó là Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam Vinatast vào cuộc lấy hầu hết các mẫu nước mắm kiểm tra và công bố có đến 67% mẫu bị nhiễm arsen vượt ngưỡng. Và song song với sự khủng hoảng niềm tin và xã hội vào nước mắm truyền thống, Masan đã tung ra nước mắm công nghiệp không có thạch tín. Và lúc này thì doanh nghiệp nước mắm truyền thống đứng trước nguy cơ bị giải thể. May thay, các nhà khoa học chân chính đã vào cuộc vạch trần trò đánh lận con đen của bọn truyền thông bẩn và màn xa. Và họ chỉ ra thạch tín hữu cơ có trong nước mắm là vô hại. Vì thế mà nước mắm truyền thống được cứu. Báo Thanh Niên Vinatast
thừa nhận việc họ làm là sai. Riêng Vinatax thừa nhận có nhà tài trợ họ làm điều trái với lương tâm ấy, nhưng nhất quyết không khai kẻ đó là ai. Thực tế, các nghiên cứu các nước tiên tiến chỉ ra rằng TMCPD là chất gây ung thư ở giống loài gặm nhấm khi mà tiếp xúc với lượng cao trong thời gian dài. Tuy nhiên thì ảnh hưởng của TMCPD ở người thì vẫn không có một công bố nào. FDA của Mỹ chỉ chú ý đến TMCPD trong sữa dành cho trẻ sơ sinh và cũng chỉ ở mức cảnh báo chứ không cấm. Tuy nhiên thì Masan đã dùng những khuyến cáo để mà thổi bùng lên những thành mối nguy hiểm, chắc chắn để mà đánh chết doanh nghiệp nước tương truyền thống. Và ở vụ Asen và Masan không phải thổi bùng một mối nguy mơ hồ, mà họ đã dùng truyền thông để mà ngụy tạo sự nguy hiểm không có thật để mà đánh chết hàng loạt doanh nghiệp đối thủ. Nguy cơ bệnh ung thư do thực phẩm bẩn là có thật, và người dân cần nông sản sạch để mà bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình, nên thị trường thực phẩm rau sạch đang rất lớn. Nhu cầu lớn và giá trị rất cao là một mảnh đất màu mỡ cho doanh nghiệp nào đi theo con đường sản xuất thực phẩm sạch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành chứng chỉ Việt Gap và để đáp ứng nhu cầu phân biệt sạch bẩn cho người dân. Tuy nhiên giờ thì Việt Gap cũng được dán cho cả rau quả từ Trung Cộng, thì xem như thị trường hàng sạch chỉ còn là một thứ niềm tin vớ vẩn và mơ hồ. Nguy cơ ảo họ ấy đã đẩy họ lên thành nguy cơ thật để mà vật chết doanh nghiệp chân chính, và không có nguy cơ họ bịa ra các nguy cơ để mà vật chết doanh nghiệp chân chính, và có nguy cơ thật thì họ dán nhãn vào hàng bẩn để mà doanh nghiệp bẩn chiếm thị trường hàng sạch. Và thị trường hàng sạch ở Việt Nam được tạo ra cho doanh nghiệp bẩn, mà kẻ tạo ra đấy là ai nếu như không phải chính quyền cộng sản? Vậy ở Việt Nam còn cái gì là thật? Có người bảo ở Việt Nam chỉ có giả tạo là thật. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đấu thầu cho vui theo định tường. Bên mời thầu đưa ra các điều kiện tiêu chí mà nhìn qua thì cũng thấy nhà thầu nào cũng có thể trúng. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu ra thực tế hiện nay, nhiều gói thầu công bố công khai, rộng rãi nhưng hồ sơ bên mời thầu đưa ra các điều kiện tiêu chí mà nhìn qua thì cũng thấy nhà thầu nào cũng sẽ trúng. Lương Y NDN, một thầy thuốc tên tuổi trong làng dược liệu Việt Nam, đại khái nói rằng trong chuyện đấu thầu dược liệu còn nặng nề hơn khi mà hồ sơ dự thầu sẽ được chọn qua một cú phone từ văn phòng anh hai chị ba nào đó ở triều đình. Một nghi vấn được nhắc đến theo hồ sơ tài liệu đấu thầu, tháng 9 năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh mời gói thầu mua sắm vật tư phẫu thuật cột sống lưng, thắt lưng với giá gói thầu là 8.535.000.000 đồng, và kết quả mở thầu cho thấy gói thầu này chỉ có hai đơn vị tham gia, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội, công ty Thành An Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Danh, công ty thiết bị y tế Danh. Trong đó thì công ty Thành An Hà Nội dự thầu là 8.390.700.000 đồng, công ty thiết bị y tế Danh dự thầu với giá 8.474.607.000. Tại phần đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, công ty Thành An Hà Nội đạt cả 3 tiêu chí. Ngược lại thì công ty thiết bị y tế Danh không được đánh giá ở cả 3 tiêu chí nêu trên. Kết quả Thành An Hà Nội được mời vào thương thảo hợp đồng. Có thể phán đoán rằng tại gói thầu này, phía công ty Thành An Hà Nội trúng thầu do bỏ thầu với giá thấp hơn công ty thiết bị y tế Danh. Và sẽ chẳng có gì phải bàn luận nếu như mà người ta không thấy có hiện tượng công ty Thành An Hà Nội và công ty thiết bị y tế Danh thường xuyên song hành với nhau trong các gói thầu. Trong đó, rất nhiều gói thầu chỉ mỗi hai doanh nghiệp này tham dự thầu, và phần lớn kết quả sẽ là công ty thiết bị y tế Danh trượt và công ty Thành An Hà Nội trúng thầu. Điệp khúc này đã trở nên quen thuộc tại các gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại các bệnh viện trung tâm y tế trên địa bàn cả nước. Đơn cử đầu năm 2020, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An mở gói thầu số 1 mua sắm 12 máy thở và 12 monitor 05 thông số tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Giá gói thầu là 9.780.000.000 Việt Nam đồng, và tại gói thầu này thì cũng chỉ có công ty Thành An Hà Nội và công ty thiết bị y tế Danh tham gia đấu thầu.
Như lần trước thì công ty thiết bị y tế Danh cũng đã bỏ giá dự thầu cao hơn công ty Thành An Hà Nội. Và cụ thể thì công ty thiết bị y tế Danh bỏ giá 9 tỷ 762 triệu. Và trong khi thì công ty Thành An Hà Nội chỉ bỏ ra với giá là 9 tỷ 750 triệu đồng. Và kết quả thì công ty Thành An Hà Nội đã đạt ở cả 3 tiêu chí: tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Trong khi đó thì công ty thiết bị y tế Danh không đạt được tiêu chí năng lực, kinh nghiệm và không xét ở tiêu chí kỹ thuật. Một vụ án đình đám hơn, lộ liễu hơn, đó là vụ án được cho là có sự hậu thuẫn đắc lực lúc ông Nguyễn Đức Chung còn ngồi ghế quyền lực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Liên danh nhà thầu Nhật Cường, Đông Kinh đã dùng nhiều chiêu trò để mà che mắt dư luận và dễ dàng thắng liên tiếp các gói thầu giá trị lớn. Theo kết luận điều tra thì trong gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016, từ tháng 5 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội với tư cách là chủ đầu tư đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ kế hoạch đấu thầu rộng rãi để tìm kiếm nhà thầu thực hiện gói thầu trị giá gần 43 tỷ đồng. Thời điểm này đã có 6 nhà thầu đăng ký mua hồ sơ dự thầu, không có công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, từ mối quan hệ cá nhân với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường, ngày 15 tháng 5 năm 2016, ông Nguyễn Đức Chung, khi đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã gọi điện yêu cầu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phải tạm dừng cuộc đấu thầu này khi mà thời gian mở thầu, xét thầu dự kiến là ngày 16 tháng 5 năm 2016. Từ chỉ đạo đột ngột này, giám đốc Sở khi đó là ông Nguyễn Văn Tứ, bị can trong vụ án, đã phải gặp mặt các nhà thầu xin thông cảm vì chủ tịch thành phố đã có chỉ đạo. Tuy nhiên thì trong nhiều lần hầu tòa, các phiên từ sơ thẩm cho đến phúc thẩm, người ta dường như là không ai tin trong chuyện thầu này, chỉ có mỗi một bàn tay che trời là ông Nguyễn Đức Chung. Cứ tưởng tượng nếu như mà Quốc hội có nhiều ghế cho các đảng phái chính trị thì ắt hẳn lá phiếu mà cử tri dành cho đảng của Nguyễn Đức Chung sẽ thảm hại đến chừng nào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Ba Đình hốt hoảng nửa triệu doanh nghiệp mong vay ưu đãi, kẻ tẩy chay và người thì trông chờ. Chương trình phục hồi kinh tế hậu Covid-19 được Ba Đình chính thức ban hành từ cuối tháng Giêng năm 2022, trong đó lấy từ ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng để mà hình thành gói hỗ trợ lãi suất 2% được khai triển từ tháng 3. Và đến nay thì mới chỉ cho vay được khoảng 550 khách hàng và số nợ được hỗ trợ lãi suất trong khoảng 4.300 tỷ đồng. Tính ra số tiền hỗ trợ lãi suất cho đến cuối tháng 8 năm 2022 khoảng 13,5 tỷ đồng. Gói hỗ trợ lãi suất 2% từng được Cộng sản Việt Nam thổi phồng như là chiếc phao cứu sinh giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19. Thế nhưng thì nguyên tắc căn cơ bản đang áp dụng là phải đáp ứng đủ điều kiện an toàn trong hồ sơ vay nợ và không phải cứ có khó khăn là được hỗ trợ. Gói hỗ trợ 2% lãi suất đang trong tình huống người trong muốn thoát, kẻ ngoài mong vô. Và ngược dòng thời gian, gói hỗ trợ lãi suất 17.000 tỷ đồng năm 2009 để lại nhiều hậu quả thê thảm đã khiến cho Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính kỳ này đưa ra các biện pháp và điều kiện kiểm soát rất khắt khe. Các năm gần đây, tín dụng tại Việt Nam là một lĩnh vực khá phức tạp, nhiều lỗ hổng và nhà điều hành chính sách thuộc Ngân hàng Nhà nước hay là Bộ Tài chính đều biết, nhưng chỉ cảnh giác mà không ban hành các biện pháp cứng rắn ngăn chặn. Thực trạng rõ nhất là 2,33 triệu tỷ đồng tín dụng trong khu vực bất động sản, có đến 1,55 triệu tỷ đồng vay với mục đích để tự sử dụng và tương đương với 66,3% còn lại chỉ có 786.000 tỷ đồng dùng cho mục đích kinh doanh bất động sản, tương đương với 33,7%, không có tài liệu nào giải thích rõ tự sử dụng 1,55 triệu tỷ đồng là chi tiêu vào những mục đích gì, và công chúng muốn biết nhà nước ém nhẹm làm ngơ và không nói ra. Do lỗ hổng pháp lý của thị trường trái phiếu quá lớn nên Ngân hàng Thương mại Nhà nước đã cấu kết với doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu thông qua ngả phát hành chui, tức là không niêm yết. Ngay cả khi doanh nghiệp mất khả năng trả nợ vẫn phát hành trái phiếu bán ra cho dân thu tiền thanh toán nợ ngân hàng và còn ít để mà tái đầu tư. Sau đó họ thổi giá bất động sản lên tận mây xanh để mà đẩy hàng đi và thu lời khỏa lấp khoản nợ khổng lồ. Hiện nay Ngân hàng Nhà nước lại đặt ra các tiêu chuẩn quá khắt, đẩy phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ vào thế không có khe nào để mà lọt qua
và dẫn đến tình huống gói vay ưu đãi không có khách hàng khiến cho ngân hàng nhà nước hốt hoảng vội ra chỉ thị lập đường dây nóng tại các tổ chức tín dụng để mà giải quyết kịp thời và bịt kín mọi lời kêu ca, phàn nàn của doanh nghiệp để lọt vào tai các cơ quan truyền thông về việc không tiếp cận được gói ưu đãi từ các ngân hàng thương mại. Mới có 550 hồ sơ vay vốn ưu đãi được chấp thuận, nếu tính tỷ lệ thì cũng còn gần 99% trong số 541.753 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cho đến nay thì vẫn chưa tiếp cận được gói ưu đãi 2% lãi suất. Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ từng góp 40% GDP và nộp ngân sách nhà nước 30%, thu hút 60% lao động trong nền kinh tế đang nhìn rõ thực tế, và gói hỗ trợ lãi suất 2% là chiếc phao vàng chỉ dành cho doanh nghiệp khỏe, bởi vì những kẻ yếu như là doanh nghiệp vừa và nhỏ sau 2 năm gánh chịu nạn cát cứ cùng với đại dịch Covid-19 dày vò kiệt sức là lỗi tại nhà cầm quyền gây ra cái chết lâm sàng cho hàng trăm ngàn công ty nhỏ. Đám còn lại thì thoi thóp và không đủ năng lực minh chứng trong hồ sơ vay nợ. Đại diện các ngân hàng thương mại tiết lộ một sự thật rất mới, nhiều doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện hỗ trợ nhưng lại tẩy chay tín dụng ưu đãi bởi họ lo ngại sau khi vay lãi suất ưu đãi phải chấp nhận các thủ tục hậu kiểm thanh tra của các cơ quan nhà nước, gặp quan tham thanh tra bắt ngưng công việc để mà chờ bồi trơn thì rất tốn kém để mà mở lại dây chuyền sản xuất. Tỷ lệ tín dụng lưu hành toàn nền kinh tế Việt Nam năm 2022 được giới hạn ở mức 14%. Giai đoạn từ đầu năm 2022 tới ngày 26 tháng 8 năm 2022, tín dụng đã tăng 9,91%, tương đương với 11,768 triệu tỷ đồng, và tỷ lệ còn lại rất hạn chế vào khoảng 4,09%. Theo tính toán của Sài Gòn Securities Incorporation SSI, thì ngân khoản còn lại chỉ tương đương với 457.000 tỷ đồng. Cho số tiền còn lại 457.000 tỷ đồng, trên nguyên tắc thì vùng kinh tế Sài Gòn kỳ này được cấp thêm khoảng 150.000 tỷ đồng vốn tín dụng. Nhưng thực tế cho đến ngày 15 tháng 8 thì các ngân hàng thương mại đã cho doanh nghiệp Sài Gòn vay 276,06 tỷ đồng thuộc gói hỗ trợ lãi suất 2%. Riêng tháng 8, doanh số cho vay đạt được 276,44 tỷ đồng cho 17 khách hàng và số tiền hỗ trợ lãi suất khoảng 480 triệu đồng. Sau nhiều tháng trù chờ, ngày 8 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước đã dùng ngân khoản còn lại khoảng 457.000 tỷ đồng để phân bổ tín dụng không đồng đều cho 15 trong số 49 ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam. Lần phân bổ tín dụng này được căn cứ vào bảng xếp hạng về khả năng quản trị kinh doanh, an toàn vốn và góp phần lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng của các ngân hàng thương mại để được đề danh trong kỳ chọn lựa này. Sacombank là ngân hàng được giao thêm hạn mức tín dụng cao nhất 4%, trong khi thì BIDV và Vietinbank chỉ được cấp thêm 0,7%, còn lại 12 ngân hàng thương mại khác thì nơi cao nhất là 3,5%, thấp hơn là 1,2% gói gọn trong số tiền nói trên. Mức giới hạn tín dụng ở tỷ lệ 14% được Ngân hàng Nhà nước biệt định là để duy trì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ cao nhất trong giai đoạn hiện tại. Việt Nam hiện có 49 ngân hàng, bao gồm có 31 ngân hàng thương mại cổ phần, 4 ngân hàng 100% vốn nhà nước, 2 ngân hàng chính sách, 2 ngân hàng liên danh, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 1 ngân hàng hợp tác xã. Trong tổng số ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam, có đến 69% không được phân bổ thêm tín dụng lần này. Cho dù không chính thức nói ra, nhưng trong một phân bổ tín nhiệm lần này, theo tiêu chuẩn thương dẫn, thì Ngân hàng Nhà nước đương nhiên xác nhận 43 ngân hàng thương mại còn lại tại Việt Nam kém khả năng quản trị, thiếu an toàn vốn và không góp phần lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng. Thực tế này diễn ra tình trạng an toàn vốn của đa phần ngân hàng thương mại khá mong manh và dễ dẫn đến khủng hoảng tài chính tại xứ cộng sản Việt Nam. Dù cho có đường dây nóng cũng chưa bịt được hoàn toàn lời kêu ca, ông Nguyễn Tiến Đạt, giám đốc công ty du lịch AJE thuộc định nhận định rằng cho dù mới
Nới room tín dụng thì tôi vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn từ phía các ngân hàng thương mại, bởi trong 2 năm dịch Covid-19 thì chúng tôi vẫn thuộc diện có lịch sử làm ăn không hiệu quả, trong khi thì các ngân hàng thương mại yêu cầu doanh nghiệp phải có lãi trong 3 năm liên tục, và đây là đòi hỏi mà không thể có doanh nghiệp vừa và nhỏ nào có thể đáp ứng được. Nhận định về thực trạng này, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thủ đô Hà Nội Mạc Quốc Anh cho biết, trên thực tế thì tài sản bảo đảm của các doanh nghiệp đã cầm cố trong 2 đến 3 năm trở lại đây. Trong khi đó thì các phương án kinh doanh của họ cũng khó khăn khi mà giá năng lượng tăng cao và nguyên vật liệu đầu vào tăng giá trên 25%, chuỗi cung ứng đứt gãy và thị trường bó hẹp khi mà chi tiêu của người dân hạn chế. Để được ngân hàng cho vay vốn là rất khó khăn, và nếu như tình trạng này kéo dài thì doanh nghiệp sẽ đi vào ngõ bí và thậm chí thì có thể bị phá sản, không thể nào có thể tồn tại được. Trong trường hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ không tiếp cận được nguồn vốn qua tín dụng nơi ngân hàng thương mại thì buộc họ phải xoay sang mượn vốn với lãi vay khá cao nơi các công ty tài chính công nghệ, fintech hay là ngân hàng số digital, challenger banks. Thực tế này mà diễn ra ồ ạt thì khối ngân hàng thương mại mất hàng trăm ngàn khách hàng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Áp lực tăng lãi suất vay vốn hiện là rất lớn, và không những tiền đồng mà cả cho đồng Mỹ Kim và công ty chuyên xuất khẩu thủy hải sản châu Âu cho biết lãi suất vay đồng bạc xanh hiện là 4,5% mỗi năm thay vì 2,8% như trước, và thậm chí thì ngân hàng thương mại báo lãi vay Mỹ Kim lên tới 5,5% một năm, và lãi suất vay Mỹ Kim tăng 100% so với năm ngoái, và một số khách hàng cá nhân vay đồng nội tệ mua nhà nói rằng đã phải trả lãi ở mức 11% đến 13% một năm, và thậm chí là 13,5% mỗi năm, chứ không còn được ngân hàng thương mại ưu đãi lãi suất 6 tháng hay là một năm như trước. Trong trường hợp không thể ngăn đà lạm phát leo thang, ngân hàng nhà nước chắc chắn phải thắt chặt tiền tệ để mà kìm áp lực lạm phát bằng cách tăng lãi suất và thắt chặt cung tiền. Tình trạng bí lối đang diễn ra cho toàn doanh nghiệp Việt Nam và cách riêng với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngân hàng nhà nước và nhiều cơ quan, trong đó có cả USAID của Mỹ đang ra sức bàn thảo để mà upgrade 25 quỹ bảo lãnh tín dụng BLTD đang hoạt động cầm chừng từ năm 2002 với khoảng 2.450 khách hàng trong giới doanh nghiệp vừa và nhỏ. Doanh số tín dụng bảo lãnh tính đến cuối năm 2021 mới dưới 5.000 tỷ đồng, và nguồn lực tài chính của các quỹ BLTD tương đối là hạn chế từ ngân sách địa phương. Doanh số của 25 quỹ BLTD hiện tại chả thấm gì với nhu cầu 541.753 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang mong được cứu sinh sau mấy năm đại dịch Covid-19 bị vùi dập. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất, và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.